các cụ hồ liệt sĩ. Hôm nay đoàn chúng tôi là anh em câu lạc bộ bóng truyền Hơi Vi Văn, xã Liên Phương, thành phố Hưng Yên. Hôm nay ngày 27 tháng 7 năm 2024, đoàn chúng tôi đến đây có nắm hương, bó hoa dâng lên các anh hùng liệt sĩ trước tổ quốc ghi công các anh hùng liệt sĩ. Đoàn chúng tôi không có gì hơn, xin để một phút mặc niệm. Phút mặc niệm bắt đầu.